Mình chào quý vị và bạn đã quay trở lại với Châu Long. Và trước mắt các bác có một số tác phẩm mai vàng khá là đẹp. Thì em cũng quay lại để các bác cùng xem và chiêm ngưỡng. Rất là nhiều mai vàng các bác nhé. Thì cùng sắp đến Tết rồi. Em sẽ phải cố gắng quay nhiều cái mai vàng đẹp, giá cả hợp lý để gửi tới các bác cùng xem và chiêm ngưỡng, tham khảo một số giá cả của mai vàng chuẩn bị phục vụ đón Tết 2020 các bác nhé. Đây là cũng là một cái mai vàng khá đẹp, khá là đồ sộ và nó là cái dạng dòng nút. Em sẽ quay và gửi tới các bác. Giống như là chúng ta có thể thấy cái sự đồ sộ của cái cánh đế góc mai vàng dòng nú. Các bác nhìn thấy cái đồ xanh xui của các góc rễ và cái nú xanh, và là đặc biệt là cái bộ đai bóng cũng làm được cân đối, cũng được tạo dạng theo kiểu dạng bonsai các bác. Tổng chiều cao của con mai này rơi khoảng tầm 2 mét thôi, tính từ góc lên thì rơi khoảng tầm 1 mét. Bên cái đó thì là 1 mét, và sau đó nó sẽ được chia ra các cái nhánh nhỏ. Như cái bộ bóng tay bóng tang ở cái mái này thì cũng khá là đẹp rồi, đặc biệt. Thì em thấy đẹp thì em sẽ quay để các bác. Rất là nhiều cái mái vàng ở đây. Em sẽ quay một cái một ít chi tiết một chút để các bác xem. Thì từ đó các bác lại thích các cái mái ở đấy thì có thể giao lưu với chúng tôi các bác nhé. Về số điện thoại của chúng tôi em sẽ để dưới phần mô tả video, các bác có thể giao lưu với chủ cây qua số điện thoại. Thì em sẽ đến tổng quan hơn một chút xíu để quay về cái mái cũng khá đặc biệt, khá đồ sộ này. Nó là dòng nú các nhé. Các cái tán cây thì nhìn rất là đồ sộ rồi. Cái này thì có thể chơi Tết được. Cái này các bác có thể chơi Tết được. Rất là dừ. Cái đường hình của nó là đường hình của gốc mai là 60 các bác nhé. Đường hình là 60. Tổng chiều cao rơi vào 2 mét. Tổng chiều cao của thân kính từ góc xuống là rơi vào 1 mét, và các cái bóng tay thì nó vươn lên 1 mét nữa là 2 mét. Cái này khoảng rằm thì mình cho xuống lá và là chế hoa vào dịp Tết Nguyên Đán. Các bạn thấy các cái nụ hoa thì cũng đã ra đều, rất là nhiều, rất là dày. Cái này hoa của nó là từ 5 đến 7 cành các bác nhé. Thì cũng nói rõ cho các bác biết luôn, từ 5 đến 7 cân. Cái này thì là cái mái này thì nguyên dinh của nó không có gẹp, chưa có gẹp luôn bác nhé. Có nhìn các cái bộ tay cân biết được đây là cái mái nguyên dinh. Cái này là nguyên dinh không có gẹp còn nhá. Cái nào gẹp thì em sẽ nói là gẹp, còn cái này là nguyên dinh. Góc mái nó nú, và là nó còn có cả bộ mỏng trong nữa các bác này. Bộ rễ của nó, nhìn bộ rễ của nó các bác thấy nó nú, nó quý. Với cái mai nó quý ở cái chỗ nó là cái dòng mai nú nó rất là quý, và là nó là nguyên dinh cốt 1, cũng khá là đặc biệt, cũng khá đẹp. Thì đối với những tác phẩm mai vàng thì bây giờ là cũng đang chuẩn bị đón Tết thì rất là nhiều người là ráo riết tìm. Thì em sẽ đi làm một số clip về mai vàng để gửi tới các bác tham khảo để có thể là mua về trên Tết các bác nhé. Rồi, đây là một gốc mai khá đặc biệt và khá đẹp. Và tiếp tục em quay sang bên này cho các bác xem cũng là một cây mai vàng. Tổng chiều cao cái này cũng rơi khoảng tầm 2 mét với hai cây tương đương nhau. Hai cây này nó tương đương nhau, tổng chiều cao nó tương đương nhau thôi. Nhưng mà đặc biệt cái bên này thì nó là cái thân 1 lên tới ngọn, làm theo kiểu dạng bonsai. Các cái bộ tay cân thì cái này thì mới ghép, cái này thì đã ghép rồi, ghép hoàn thiện rồi. Cái nào ghép em mới ghép, nhưng mà các cái tay cân thì nó đã ổn định rồi các bác nhé. Ghép nhưng mà bộ tay cân của nó đã ổn định rồi, nhìn cũng rất là dữ tợn. Nếu thực ra mà nói về cái dòng máy ghép thì nó sẽ đẹp hơn á, nó đẹp hơn là cái máy dính của nó là máy ghép thì nó mới cho được nhiều bông, và là bông của nó sai hơn, nhìn nó đẹp hơn. Cái này thì ghép nhưng mà nó đã ổn định hết rồi, tất cả cái tay bông nó đã ổn định rồi. chúng ta có thể chơi được rồi. Nó được làm theo kiểu dạng bonsai, tất cả cái bộ tay bóng của nó làm theo kiểu dạng bonsai các bạn. Cũng là một cây mai khá đẹp, giá cả thì cũng khá là yêu thương. Em đã hỏi chủ cây về cái giá cả của cái mai này rồi. Cái đường vân của nó, cái vân của nó là to hơn cái kia bác. Cái vân, đường vân của cái này nó rơi khoảng tầm 65 đến 70 các bác nhé. Đường vân của cái mai này khoảng 65 đến 70. Tổng chiều cao rơi vào 2 mét. Cũng là một cây mai đẹp. Các bác có thể sở hữu để mà chơi Tết. Nó vừa trong kia để mà chơi trong cái Tết Nguyên Đán lần này. Thì em quay tổng quan về hai gốc mai cổ thụ này cho các bác cùng xem và chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nó. Rồi tiếp tục em sẽ giới thiệu một số cái tác phẩm cũng là mai vàng, rất là nhiều tác phẩm mai vàng. Tất cả cái cây bên này thì nó có chiều cao nơi khoảng tầm 80, 60 đến 80 các bác nhé. Cũng là mai ghép, có cái cột 1, cái này thân cột 1 này, cột 1 và là nó được kẹp và các kia bộ tay cần thì các cái kẹp, cái đường dây kẹp của nó thì cũng khá là ổn định rồi, cũng khá là được. Cái này chúng ta có thể chơi được. Cái này Tết năm nay thì nó có thể là nó sẽ cái hoa của nó chưa có đồ sồi lắm đâu, nhưng mà tất cả cái bông tay bông tang thì nó đều mình chớm ngoái rồi, nhưng mà theo em nghĩ nó sẽ năm sau thì nó sẽ đặc biệt hơn. Riêng về cái này này, giá cả cái này thì cũng khá là mềm, cũng là một vài chục thôi các bác ạ. Cái này một vài chục thôi, chứ không phải là nói nhìn nó to vậy mà đấy. Nhưng mà cái này thì em đã hỏi chủ cây một vài chục thôi. Đường vân của cái này em rơi khoảng tầm 40 các bác nhé. Rồi tiếp tục cái này cũng có rất là nhiều cái mai vàng, rất là nhiều tác phẩm mai vàng. Mấy cái bên này thì em rơi vào khoảng 10 mấy các bạn ạ. Ở đây có một mai vàng cũng khá là to. Cái này đường vân nó rơi khoảng tầm 45 đến 50. Tổng chiều cao rơi khoảng tầm 70 các bạn ạ. Cái này được ghép cũng khá là ổn định rồi. Kia bộ này, cái đường gạp của nó cũng đã ổn định, các cái dây kèm của nó là chắc chắn rồi, khá là đẹp. Cái này thì các bác sẽ được cùng chăm sóc thêm một vài năm nữa, thì 2 năm nữa thì đón Tết rất là tuyệt vời. Mai gạp này thì đặc biệt cái hoa của nó rất là nhiều, đó rất là nhiều hoa và đều, chứ không phải là cái mai dịch của nó thì nó mới quý. Tất nhiên nó quý gọt cái quý của nó, nhưng mà mai ghép thì nó lại đẹp. Thì mỗi người mỗi cách chết khác nhau thôi. Ở bên này cũng là một gốc mai vàng các bạn này. Cái này thì nó rơi vào khoảng 10 mấy thôi các bạn ạ. Giá cả thì khá là mềm. Đây cũng là một gốc mai vàng, cũng là mai ghép. Tay bóng thì đã ổn định, cái này thì tay bóng ổn định rồi, rất là dữ tợn. Cái này thì lá hơi nhiều nên là em không phải kỹ chi tiết về cái bộ tay bóng ở đây cho bác xem được. Nhìn không biết các bác có hình dung là được không, nhưng mà em nhìn thì nhìn rất là bộ tay bóng của nó nhìn rất là lực. Cái này đặc điểm của nó, bộ tay bóng nó lực cực kỳ các bác ạ. Cái này đường vân của nó rơi khoảng tầm 20 thôi, cái này còn nhỏ, nhưng mà nhìn cái bộ tay bóng nó lực lắm. Rồi thì một số tác phẩm mai vàng chuẩn bị đón Tết em cũng đã giới thiệu tới các bác. Thời lượng video thì nó cũng khá dài nên em sẽ kết thúc cái video tới đây. Các bác xem video hãy ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ video rộng rãi để nhiều người cũng biết, để tạo động lực cho em ra những video hay hơn nữa, nhiều hơn nữa và mang ý nghĩa hơn nữa các bác nhé. Cũng sắp Tết rồi thì mình sẽ đi quay rất là nhiều cái mai vàng gửi tới các bác, tất cả cái mai vàng. Một số cái thì có thể giao dịch được thì em sẽ quay kỹ, còn một số cái có thể quay lại các bác chiêm ngưỡng. Cùng có rất là nhiều cái mai cổ thụ em cũng đã đi dọc rồi, nhưng mà em chưa quay. Thì những cái mai mà không giao dịch được thì em sẽ quay các bác chiêm ngưỡng để thấy được cái đồ sộ của những cái mai cổ thụ rất là lớn, thì em sẽ đưa vào những cái video sau. Các bác đăng ký kênh để theo dõi các bác nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.